Là một loại thảm họa tự nhiên có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Nó đến một cách bất ngờ và gây thiệt hại lớn về người và của. Không những thế thì chúng còn là một trong những nguyên nhân trực tiếp tạo ra những cơn sóng thần cao hàng chục mét ập vào bờ và cuốn trôi đi nhiều nhà cửa làng mạc. Có rất nhiều những vụ sạt lở đất đã vô tình được camera quay lại một cách chân thực để cho chúng ta có thể thấy được nó đáng sợ đến mức nào. Và ngay bây giờ hãy cùng team Trà Đá 2K đi khám phá video về những vụ sạt lở đất đáng sợ nhất ở trên thế giới đã diễn ra như thế nào nhé. Sạt lở đất kinh hoàng tại Na Uy, hàng loạt ngôi nhà bị cuốn ra biển. Một cảnh tượng thảm họa tự nhiên đã được mọi người miêu tả giống như ngày tận thế. Đó chính là trận lở đất kinh hoàng xảy ra gần thị trấn Anta ngoài khơi phía bắc Na Uy, cuốn trôi đi hàng. Trước khi thảm họa diễn ra khoảng vài phút, đã có những tiếng động lớn cùng với những chấn động địa chất có thể cảm nhận được. Mọi người đã nhanh chóng chạy đến khu vực cao hơn để tìm nơi trú ẩn an toàn. Vụ sạt lở này diễn ra rất nhanh, chỉ trong chưa đầy một phút đã cuốn đi các ngôi nhà cùng với nhiều xe cộ ra biển, sau đó cuốn theo dòng nước và bị đẩy ngược lại về phía bờ. Người ta chỉ biết bất lực đứng nhìn tài sản của mình bị cuốn trôi ra biển và bị nhấn chìm. Sạt lở đất kinh hoàng ở Phúc Kiến, Trung Quốc chôn vùi nhiều xe ô tô đang đỗ ở bên đường. Vào ngày 13 tháng 6 thì một vụ lở đất bất ngờ đã diễn ra ở con đường ngoại ô thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, cuốn trôi và chôn vùi nhiều xe cộ đang đỗ ở trên đường. Vụ lở đất này diễn ra vào khung giờ trưa, khi mọi người đang nghỉ ngơi và không còn xe cộ qua lại. Ngay sau đó thì các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giải cứu những người bị thương. Nguyên nhân của vụ sạt lở đất này được cho là những cơn mưa liên tục diễn ra ở thành phố Long Nham trong những ngày gần đây đã khiến cho nền đất bị yếu dẫn tới vụ sạt lở đáng sợ như trên. Mưa lớn gây lở đất và vùi lấp hơn 100 ngôi nhà tại thành phố Atami của miền Trung Nhật Bản. Ngày 3 tháng 7 năm 2021, một trận sạt lở kinh hoàng đã xảy ra ở thành phố Atami miền Trung của Nhật Bản. Dòng bùn đất cuốn từ trên cao đổ xuống, cuốn trôi nhiều nhà cửa, xe cộ và người đi đường. Vụ sạt lở này diễn ra rất nhanh và bất ngờ khiến cho người dân không kịp phản ứng. Theo những người chứng kiến thì một dòng thác nước lẫn với đất cát đã đổ từ trên đỉnh núi xuống với tốc độ cao và tạo nên những âm thanh lớn. Theo cảnh sát địa phương thì trận lở đất đã tràn tới cả bờ biển ở gần đó. Ít nhất đã có 2 người thiệt mạng, 20 người mất tích và khoảng 30 ngôi nhà bị phá hủy sau vụ sạt lở kinh hoàng này. Nhiều con đường đã bị bùn đất lấp kín khiến giao thông bị ách tắc, công tác cứu hộ sau đó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và có khoảng 21.000 hộ gia đình ở Atami, tỉnh Shizuoka đã phải tạm thời rời bỏ nhà cửa để bảo đảm tính mạng của mình trong bối cảnh chính quyền thành phố ban hành mức cảnh báo sơ tán cao nhất. Mưa lũ cuốn trôi ô tô như rác trôi sông ở Mỹ. Cảnh tượng mà chúng ta đang thấy được camera ghi lại trong cơn lũ lụt nghiêm trọng hồi cuối năm 2018 ở bang New Jersey của Mỹ. Vì chủ quan không sơ tán xe theo khuyến cáo của cảnh sát địa phương, một đại lý xe hơi đã mất hàng chục chiếc xe ô tô vì bị nước lũ cuốn trôi. Và cũng từ đó họ bị coi là thủ phạm đã gây ra lũ lụt trong thành phố vì những chiếc xe này đã ngăn dòng chảy của sông. Những chiếc xe mới bị nước lũ cuốn trôi vào miệng cống nổi lềnh bềnh chất thành đống trông như rác khiến nhiều người không khỏi xót xa. Xe bị cuốn đi về phía sông Pacman, gần đó khi vớt lên dính đầy bùn đất, đá và rác. Tổng cộng có tới 42 chiếc xe bị cuốn trôi sông nằm chắn ngang ở miệng cống. Chủ sở hữu của một công ty Lightrack cho biết 16 chiếc xe được kéo lên từ con sông hôm ngày 12 tháng 8 vừa qua. Ngọn núi sạt lở gây ra một cơn sóng thần cuốn trôi đi cả ngôi làng, bạn có tin được không? Vào sáng ngày 17 tháng 6 năm 2017, một vụ lở núi và lở băng kết hợp đã tạo nên một cơn sóng thần cao đến 40 mét, cuốn trôi đi ngôi làng ven biển ở miền tây nam của Greenland. Vụ lở đất này diễn ra vào lúc rạng sáng, cách ngôi làng chỉ khoảng 1.000 mét. Vì vậy mà cơn sóng thần đã ập đến một cách rất nhanh, khiến người dân không kịp chuẩn bị để sơ tán. Mọi người chỉ biết bỏ chạy đến nơi cao hơn để tìm nơi trú ẩn an toàn. Lở đất và sóng thần ở Greenland không phải là chuyện bất ngờ, mà nó thường xuyên xảy ra ở khu vực ven biển. Nhưng vụ thảm họa kép này lại diễn ra rất nhanh và được ghi nhận là cao kỷ lục. Theo chính quyền địa phương thì thảm họa này đã làm cho 4 người thương vong và nhiều nhà cửa bị cuốn trôi.